cách đây rất lâu, có một đôi vợ chồng già, một đời thắp hương bái Phật, tuyên giảng điều thiện, tàng hương thắp cho chư Phật Bồ Tát, tích góp lại đã được một bao tải. Hai vợ chồng tuổi tác ngày càng cao nên thương lượng với nhau rằng, chúng ta thành tâm đến như vậy, tàng hương đã được một bao tải rồi, vậy giờ thì hãy đi sang Tây Thiên gặp Phật Tổ, vác theo bao tàng hương để bày tỏ lòng thành, nhất định có thể gặp được. Thế là hai vợ chồng thu dọn nhà cửa, mang theo tàn hương xuất phát. Đi được vài ngày, hai vợ chồng nhìn thấy một anh đồ tể đang chuẩn bị giết mổ heo. Hai vợ chồng liền nói với anh rằng, anh giết mổ heo là không tốt, sẽ tạo nghiệp sát sinh. Anh đồ tể nhìn họ rồi mới cất lời hỏi, ông làm cái gì vậy? Trong túi kia đựng gì thế? Hai vợ chồng nói, chúng tôi là tín đồ của Phật, cả đời thắp hương cho Phật, tàng hương đã được cả một bao tải rồi, vậy nên chúng tôi muốn đem tàng hương này để đi gặp Phật Tổ. Đồ tể vừa nghe xong, liền vứt bỏ dao, hai tay cung kính hợp thập nói, gặp được Phật Tổ thì tốt quá, cầu xin ông bà hãy dẫn tôi đi cùng, tôi cũng muốn được gặp Phật Tổ. Hai vợ chồng già nói, cậu muốn đi gặp Phật Tổ, nhưng Phật Tổ không nhất định là muốn gặp cậu đâu, vì cậu là người giết mổ heo kia mà. Anh đồ tể van xin nói, tôi sẽ không giết mổ heo nữa, tôi chỉ muốn được thấy Phật Tổ thôi, tôi không sợ gian nan vất vả, tôi có thể vác bao tàng hương giúp ông bà, chỉ cần ông bà chịu dẫn tôi đi cùng, thì có sai gì tôi cũng làm được. Hai vợ chồng bàn với nhau một lúc rồi nói, vậy thì cậu hãy vác bao tàng hương giúp chúng tôi vậy, dù sao đến lúc đó, nếu Phật Tổ không chịu thu nhận cậu, thì cậu cũng đừng oán trách chúng tôi. Anh đồ tể nói, tôi đã thành tâm hướng thiện rồi, ông bà là những người đại thiện, đã tín phụng Phật cả đời rồi, chỉ cần đi theo ông bà thì nhất định sẽ được gặp Phật Tổ. Thế là ba người cùng tiếp tục đi về hướng Tây. Đi mãi, cuối cùng hai người họ đã đến được một chân trời. Một con sông lớn chắn ngang đường đi, nghe người ta nói phía bên kia bờ sông chính là thế giới thiên quốc. Qua sông là có thể gặp được chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhưng con sông này, ngay cả lông ngỗng cũng đều không nổi lên được. Không biết là nó rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu, dùng cái gì để qua sông đây. Ba người bắt đầu quỳ xuống, thắp hương cầu nguyện, xin Bồ Tát chỉ đường dẫn lối. Một hồi lâu, trên không xuất hiện hào quang chói sáng. Bồ Tát hiện ra nói rằng, các ngươi thành tâm hướng Phật, Phật Tổ đều biết hết cả. Bồ Tát vung nhẹ bàn tay, một trái cà lấp lánh ánh vàng kim từ trên không trung rơi xuống trước mặt ba người, lại nói, ai có thể nấu chín quả cà này, Phật sẽ độ cho người đó đến thế giới thiên quốc của người hưởng trọn phúc lành. Nói xong, Bồ Tát liền biến mất. Ba người bái lại rồi cầm quả cà lên tay xem thử. Trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa, quả cà làm bằng vàng ròng, làm sao có thể nấu chín được chứ? Hai vợ chồng già vừa khóc vừa nói, vàng tất nhiên là rất có giá trị, nhưng làm sao mà nấu chín được đây? Mà không nấu chín thì lại không gặp được Phật Tổ. Chúng tôi cả đời thắp hương bái Phật, tích đức hành thiện, lại còn dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương không quản nghìn dặm xa xôi đến đây. Lẽ nào chỉ vì một quả cà bằng vàng hay sao? Hai vợ chồng khóc lóc, mỗi lúc một thương tâm. Lúc này, anh đồ tể đứng dậy an ủi rằng, hai lão nhân gia đừng khóc nữa. Nếu Bồ Tát đã bảo chúng ta nấu chín, thì nhất định là có thể nấu chín được. Chúng ta hãy mau mau bắt nồi lên, rồi kiếm thêm nhiều củi để nấu đi. Hai vợ chồng vừa nghe qua, thấy cũng có lý, cũng đúng đấy chứ. Nếu Bồ Tát đã nói như vậy rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau nấu đi. Thế là ba người bắt đầu nhặt củi nấu quả cà này. Lần nấu này chính là 3 ngày 2 đêm, không ngừng nhặt củi thêm nước, nhặt củi thêm lửa. Ba người đều mệt đến không còn chút sức lực nào nữa. Đến đêm thứ 3, thấy quả cà vẫn chưa chín. Lúc này hai vợ chồng già bắt đầu nản lòng, oán trách rằng, chúng tôi biết bao năm nay bái Phật tín Phật, Phật nếu không gặp chúng tôi thì hãy trực tiếp bảo chúng tôi trở về là được rồi. Cớ sao lại giễu cợt chúng tôi như thế? Quả cà bằng vàng sao lại có thể nấu chín được chứ?
Nói xong, hai người quay sang anh đồ tể bảo rằng: "Tôi thấy quả cà này chẳng thể không nấu chín được đâu, chúng tôi cũng không làm nổi nữa, chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi trở về đường cũ đây." Anh đồ tể vừa cho thêm nước vừa nói: "Có thể nấu chín được mà, có thể nấu chín được mà, cần phải tiếp tục kiên trì, có lẽ một lát sau sẽ được thì sao?" Hai vợ chồng cười nhạt một cái rồi tức giận nói: "Vậy thì cậu hãy nấu một mình đi. Chúng tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, vẫn chưa từng nghe có ai nói có thể đem vàng nấu chín bao giờ. Nếu cậu nấu chín được thì cậu đi gặp Phật tổ đi, còn chúng tôi thì không được. Chúng tôi đã tích góp một bao tải tàn hương, vậy mà lại không bằng một tên đồ tể giết heo như cậu sao? Chúng tôi đều không nấu chín được, còn cậu nấu chín được sao? Thật là không biết tự lượng sức mình." Anh đồ tể không chút dao động nói: "Bồ Tát đã nói là nấu chín được thì nhất định có thể, tôi nhất định có thể nấu chín quả cà này." Rồi anh tiếp tục cố gắng cho thêm củi vào. Hai vợ chồng già dần dần ngủ say mất. Khi trời vừa sáng, anh đồ tể lớn tiếng kêu lên: "Mau đến xem này, mau đến xem này, quả cà đã chín rồi này, lần này có thể gặp được Phật tổ rồi." Hai vợ chồng bò dậy đến xem thử, quả cà băng vàng quả nhiên đã chín mềm rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của anh đồ tể, hai vợ chồng vừa tức, vừa oán hận, lại vừa tiếc nuối, cầm lấy quả cà liền ném thẳng xuống sông, căm tức nói rằng: "Một bao tải tàn hương của chúng tôi mà còn không gặp được Phật tổ, đồ tể còn muốn gặp Phật tổ sao? Quả cà không còn nữa, xem người lý gì để đi gặp." Anh đồ tể vừa nhìn thấy quả cà bị ném xuống sông, kêu lớn một tiếng: "Mau vớt lấy quả cà." Một đầu lao xuống dòng sông sâu không thấy đáy, hai vợ chồng già kinh ngạc đến ngây người trước hành động của anh đồ tể. Vì quả cà này mà ngay cả đến tính mạng anh cũng không cần, dám lao xuống sông. Hai người quan sát rất lâu cũng không thấy anh đồ tể nổi lên, nên khẳng định là anh đã bị chết đuối rồi. Họ đang suy nghĩ như thế, bỗng nghe thấy trên không trung nhạc trời réo rắt, Bồ Tát hiện thân chỉ tay về phía con sông. Nước sông lập tức tản ra, lại thấy anh đồ tể trong nháy mắt biến thành kim thân Đại La Hán, pháp tướng trang nghiêm, theo sau Bồ Tát, chân cưỡi trên áng mây lành mà đi. Một bao tàn hương không bằng đồ tể buông đao chính là như thế. Thiện tâm ngoài phó xuất còn phải trải qua thử thách để thấy rõ chân tâm, chí thành chí thiện mới được gặp Phật vậy. Câu chuyện Một Tảng Đá. Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt. Thế nên có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang đẩy cán cày để trở đất thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng. Ông khều đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. "Ta phải tìm vài ba người đến đây giúp một tay, vứt tảng đá này đi chỗ khác, nếu không thì không thể gieo trồng gì được." Ông nông phu nghĩ, bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi: "Tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác?" "Như vậy mới có lợi, nếu dời nó đi chỗ khác thì có nhiều đất để trồng trọt hơn, cho nên..." Ông nông phu đáp: "À vậy hả, nếu ông khai khẩn, canh tác gieo trồng mảnh đất hoang này xong thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng cho ông 500 lượng bạc, ông có thể chịu ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác được không?" "Tại sao?" Ông nông phu ngạc nhiên hỏi. "Tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế?" Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với lão nông phu rằng: "Ta là người cõi trời xuống đây. Ngày xưa ta sống ở gần làng này. Lúc ấy, ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa. Vật liệu chi cũng có đủ, chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo, nhà ta có một tảng đá trắng để giặt áo, là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta biết rõ, biết giúp người là một điều tốt. Vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ."
Nào có ngờ, điều này đã mang lại cho ta phúc đức vô cùng to lớn. Lâm chung rồi, ta sinh lên cõi trời Đao Lợi, sống trong cung điện, làm bằng bảy báu, và được thiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch, quần áo, thức ăn, vật dụng, hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay, cung điện của ta bị chấn động mạnh. Ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu thì mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa ngôi chùa nằm ngay chỗ này. Qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai chịu tu sửa nên đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại. Tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta, nếu vứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất. Người nông phu nghe rồi thì chắp hai tay mà lại cảm tạ rằng: thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ Phật, hiện nay lại hãy còn là ruộng phước của người cõi trời mà tôi không hay biết. May mà có ngài chỉ giáo, nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn. Bây giờ đã được mở mắt ra rồi, tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu. Người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung. Người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng: ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Cái thửa ruộng phước màu mỡ hy hữu này chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng gấp cả vạn lần. Ta là nông dân chuyên về canh tác trồng trọt, tại sao lại không biết đầu tư nhỉ? Ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra, kể cho họ nghe, được rất nhiều người tin tưởng, nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên đến 9 tầng mây được kiến lập sừng sững trên. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu, Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội,
không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần, nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ, giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách, khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách, khinh bỉ. Khi bị người chê trách, khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai, nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được, cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu. Nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu. Tu thì sẽ hết khổ. Hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ. Gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới. Nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới Sa-di. Sa-di có 10 giới,
Bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc: 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích, đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động, rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được, với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không?
Phật gọi đây là quán tánh hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau, thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra, như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc, thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãng vãng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: Được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói: Tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: Sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng: Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý
nổi giận tát tay vì ta, do tát tay vì ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật, thắp hương nguyện: Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá, Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ, đó là Phật cứu mình. Đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng vân vân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ, cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai đi hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này,
thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui, người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu, chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sẻ nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành đánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành,
mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ, bây giờ gặp lại tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, oan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị quán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ quán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không oán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi, cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy, có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu kiếm cách này cách kia hại người ta, như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả.
do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ, thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ, thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ. Diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế, thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chú khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc, mà cứ chắp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại tôi xin bái. Đức Phật từng nói Ngài là vua thầy thuốc, chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc, mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc, sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói,
sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài, như kinh Bát Nhã. Đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy tâm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả. Lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp, xem cho thấu đáo chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ chứ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy nhất định khổ ít nào cũng qua hết. Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng Bát Nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặn, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ chúng ta mới chỉ cái văn tự thôi mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng, rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ,
tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy, như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông, thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật, nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi, cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là niết bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì niết bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui niết bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực, làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui. Công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành, nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya dậy sớm tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt muối tiêu hoặc chịu đói chịu khát, vậy mới là tu. Vì tu là hành mà, chữ tu hành nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc ngài gần tịch, ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không?
một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng. Cách đây rất lâu, có một đôi vợ chồng già, một đời thắp hương bái Phật, tuyên giảng điều thiện. Tàn hương thắp cho chư Phật Bồ Tát, tích góp lại đã được một bao tải. Hai vợ chồng tuổi tác ngày càng cao nên thương lượng với nhau rằng, chúng ta thành tâm đến như vậy, tàn hương đã được một bao tải rồi. Vậy giờ thì hãy đi sang Tây Thiên gặp Phật Tổ, vác theo bao tàn hương để bày tỏ lòng thành, nhất định có thể gặp được. Thế là hai vợ chồng thu dọn nhà cửa, mang theo tàn hương xuất phát. Đi được vài ngày, hai vợ chồng nhìn thấy một anh đồ tể đang chuẩn bị giết mổ heo. Hai vợ chồng liền nói với anh rằng, anh giết mổ heo là không tốt, sẽ tạo nghiệp sát sinh. Anh đồ tể nhìn họ rồi mới cất lời hỏi, ông làm cái gì vậy? Trong túi kia đựng gì thế? Hai vợ chồng nói, chúng tôi là tín đồ của Phật, cả đời thắp hương cho Phật, tàn hương đã được cả một bao tải rồi. Vậy nên chúng tôi muốn đem tàn hương này để đi gặp Phật Tổ. Đồ tể vừa nghe xong liền vứt bỏ dao, hai tay cung kính hợp thập nói, gặp được Phật Tổ thì tốt quá, cầu xin ông bà hãy dẫn tôi đi cùng, tôi cũng muốn được gặp Phật Tổ. Hai vợ chồng già nói, cậu muốn đi gặp Phật Tổ, nhưng Phật Tổ không nhất định là muốn gặp cậu đâu, vì cậu là người giết mổ heo kia mà. Anh đồ tể van xin nói, tôi sẽ không giết mổ heo nữa, tôi chỉ muốn được thấy Phật Tổ thôi. Tôi không sợ gian nan vất vả, tôi có thể vác bao tàn hương giúp ông bà, chỉ cần ông bà chịu dẫn tôi đi cùng, thì có sai gì tôi cũng làm được. Hai vợ chồng bàn với nhau một lúc rồi nói, vậy thì cậu hãy vác bao tàn hương giúp chúng tôi vậy. Dù sao đến lúc đó, nếu Phật Tổ không chịu thu nhận cậu, thì cậu cũng đừng oán trách chúng tôi. Anh đồ tể nói, tôi đã thành tâm hướng thiện rồi. Ông bà là những người đại thiện, đã tín phụng Phật cả đời rồi. Chỉ cần đi theo ông bà thì nhất định sẽ được gặp Phật Tổ. Thế là ba người cùng tiếp tục đi về hướng Tây. Đi mãi, cuối cùng hai người họ đã đến được một chân trời. Một con sông lớn chắn ngang đường đi. Nghe người ta nói, phía bên kia bờ sông chính là thế giới thiên quốc. Qua sông là có thể gặp được chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhưng con sông này, ngay cả lông ngỗng cũng đều không nổi lên được. Không biết là nó rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu, dùng cái gì để qua sông đây. Ba người bắt đầu quỳ xuống, thắp hương cầu nguyện, xin Bồ Tát chỉ đường dẫn lối. Một hồi lâu, trên không xuất hiện hào quang chói sáng. Bồ Tát hiện ra nói rằng, các ngươi thành tâm hướng Phật, Phật Tổ đều biết hết cả. Bồ Tát vung nhẹ bàn tay. Một trái cà lấp lánh ánh vàng kim từ trên không trung rơi xuống trước mặt ba người, lại nói, ai có thể nấu chín quả cà này, Phật sẽ độ cho người đó đến thế giới thiên quốc của người, hưởng trọn phúc lành. Nói xong, Bồ Tát liền biến mất. Ba người bái lại, rồi cầm quả cà lên tay xem thử, trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa. Quả cà là bằng vàng ròng, làm sao có thể nấu chín được chứ? Hai vợ chồng già vừa khóc vừa nói,
Vàng tất nhiên là rất có giá trị, nhưng làm sao mà nấu chín được đây? Mà không nấu chín thì lại không gặp được Phật tổ. Chúng tôi cả đời thắp hương bái Phật, tích đức hành thiện, lại còn dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương không quản nghìn dặm xa xôi đến đây. Lẽ nào chỉ vì một quả cà bằng vàng hay sao? Hai vợ chồng khóc lóc, mỗi lúc một thương tâm. Lúc này, anh đồ tể đứng dậy an ủi rằng, hai lão nhân gia đừng khóc nữa. Nếu Bồ Tát đã bảo chúng ta nấu chín, thì nhất định là có thể nấu chín được. Chúng ta hãy mau mau bắt nồi lên, rồi kiếm thêm nhiều củi để nấu đi. Hai vợ chồng vừa nghe qua, thấy cũng có lý, cũng đúng đấy chứ. Nếu Bồ Tát đã nói như vậy rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau nấu đi. Thế là ba người bắt đầu nhặt củi nấu quả cà này. Lần nấu này chính là 3 ngày 2 đêm, không ngừng nhặt củi thêm nước, nhặt củi thêm lửa. Ba người đều mệt đến không còn chút sức lực nào nữa. Đến đêm thứ ba, thấy quả cà vẫn chưa chín. Lúc này hai vợ chồng già bắt đầu nản lòng, oán trách rằng, chúng tôi biết bao năm nay bái Phật tín Phật, Phật nếu không gặp chúng tôi thì hãy trực tiếp bảo chúng tôi trở về là được rồi. Cớ sao lại giễu cợt chúng tôi như thế? Quả cà bằng vàng sao lại có thể nấu chín được chứ? Nói xong, hai người quay sang anh đồ tể bảo rằng, tôi thấy quả cà này chẳng thể không nấu chín được đâu. Chúng tôi cũng không làm nổi nữa. Chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi trở về đường cũ đây. Anh đồ tể vừa cho thêm nước vừa nói, có thể nấu chín được mà. Có thể nấu chín được mà, cần phải tiếp tục kiên trì, có lẽ một lát sau sẽ được thì sao? Hai vợ chồng cười nhạt một cái, rồi tức giận nói, vậy thì cậu hãy nấu một mình đi, chúng tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, vẫn chưa từng nghe có ai nói có thể đem vàng nấu chín bao giờ. Nếu cậu nấu chín được, thì cậu đi gặp Phật tổ đi, còn chúng tôi thì không được. Chúng tôi đã tích góp một bao tải tàn hương, vậy mà lại không bằng một tên đồ tể giết heo như cậu sao? Chúng tôi đều không nấu chín được, còn cậu nấu chín được sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Anh đồ tể không chút dao động, nói, Bồ Tát đã nói là nấu chín được thì nhất định có thể, tôi nhất định có thể nấu chín quả cà này. Rồi anh tiếp tục cố gắng cho thêm củi vào. Hai vợ chồng già dần dần ngủ say mất. Khi trời vừa sáng, anh đồ tể lớn tiếng kêu lên, mau đến xem này, mau đến xem này, quả cà đã chín rồi này, lần này có thể gặp được Phật tổ rồi. Hai vợ chồng bò dậy đến xem thử, quả cà bằng vàng, quả nhiên đã chín mềm rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của anh đồ tể, hai vợ chồng vừa tức, vừa oán hận, lại vừa tiếc nuối, cầm lấy quả cà liền ném thẳng xuống sông, căm tức nói rằng, một bao tải tàn hương của chúng tôi mà còn không gặp được Phật tổ, đồ tể còn muốn gặp Phật tổ sao? Quả cà không còn nữa, xem người lấy gì để đi gặp. Anh đồ tể vừa nhìn thấy quả cà bị ném xuống sông, kêu lớn một tiếng, mau vớt lấy quả cà. Một đầu lao xuống dòng sông sâu không thấy đáy, hai vợ chồng già kinh ngạc đến ngây người trước hành động của anh đồ tể. Vì quả cà này mà ngay cả đến tính mạng anh cũng không cần, dám lao xuống sông. Hai người quan sát rất lâu cũng không thấy anh đồ tể nổi lên, nên khẳng định là anh đã bị chết đuối rồi. Họ đang suy nghĩ như thế, bỗng nghe thấy trên không trung nhạc trời réo rắt, Bồ Tát hiện thân chỉ tay về phía con sông. Nước sông lập tức tản ra, lại thấy anh đồ tể trong nháy mắt biến thành kim thân Đại La Hán, pháp tướng trang nghiêm, theo sau Bồ Tát, chân cưỡi trên áng mây lành mà đi. Một bao tàn hương không bằng đồ tể buông đao, chính là như thế. Thiện tâm ngoài phó xuất còn phải trải qua thử thách để thấy rõ chân tâm, chí thành chí thiện mới được gặp Phật vậy. Câu chuyện Một Tảng Đá. Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt, thế nên có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang đẩy cắn cày để trở đất thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng. Ông khều đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. Ta phải tìm vài ba người đến đây giúp một tay, vứt tảng đá này đi chỗ khác, nếu không thì không thể gieo trồng gì được. Ông nông phu nghĩ, bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi,
tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác? Như vậy mới có lợi, nếu dời nó đi chỗ khác thì có nhiều đất để trồng trọt hơn, cho nên... Ông nông phu đáp, à vậy hả, nếu ông khai khẩn, canh tác gieo trồng mảnh đất hoang này xong, thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng cho ông 500 lượng bạc, ông có thể chịu ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác được không? Tại sao? Ông nông phu ngạc nhiên hỏi, tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế? Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với lão nông phu rằng, ta là người cõi trời xuống đây. Ngày xưa ta sống ở gần làng này. Lúc ấy, ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa. Vật liệu chi cũng có đủ, chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo, nhà ta có một tảng đá trắng để giặt áo là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta biết rõ, biết giúp người là một điều tốt. Vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ. Nào có ngờ, điều này đã mang lại cho ta phúc đức vô cùng to lớn. Lâm chung rồi, ta sinh lên cõi trời Đao Lợi, sống trong cung điện, làm bằng bảy báu và được thiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch, quần áo, thức ăn, vật dụng, hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay, cung điện của ta bị chấn động mạnh, ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu thì mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa ngôi chùa nằm ngay chỗ này, qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai chịu tu sửa nên đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại. Tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta, nếu vứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất. Người nông phu nghe rồi thì chắp hai tay mà lại cảm tạ rằng, thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ Phật, hiện nay lại hãy còn là ruộng phước của người cõi trời mà tôi không hay biết. May mà có ngài chỉ giáo, nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn. Bây giờ đã được mở mắt ra rồi, tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu. Người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung. Người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng, ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Cái thửa ruộng phước màu mỡ hy hữu này chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng gấp cả vạn lần. Ta là nông dân, chuyên về canh tác trồng trọt, tại sao lại không biết đầu tư nhỉ? Ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra, kể cho họ nghe, được rất nhiều người tin tưởng, nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên đến 9 tầng mây được kiến lập sừng sững trên. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu, Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào,
mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách, khinh bỉ. Khi bị người chê trách, khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu, Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân, chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được, cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn,
đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình tu buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó, nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo, nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích, đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định. Nếu đi xem hát, nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo, rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên. Tùy theo cấp bậc
cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãng vãng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu, tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy
thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ, vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói, được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên, mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói, tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói, sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng, tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền, đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay vì ta, do tát tay vì ta, nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi, liền đắp y lên bàn Phật, thắp hương nguyện. Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng, khổ quá. Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện, Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta, nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng vân vân. Cấm 5-7 điều, cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe, nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được, đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được. Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao. Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ, cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng
của người ta đi chơi, liềm dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, à, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai đi hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra, cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột, mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh? Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành,
tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức, việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sớt nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành đánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành, mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại, trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị quán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ quán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời mình không quán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi,
cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ, diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam. Diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc, mà cứ chắp tay thưa bác sĩ, cho tôi lành bệnh,
Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại, tôi xin bái. Đức Phật từng nói, Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật, không xin thuốc, mà cứ chắp tay, xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân. Thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh, lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài. Đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc, sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói, sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài, như kinh Bát Nhã. Đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy tâm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc, chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng, lời ngọc, lời đúng sự thật, mà mình chỉ biết đọc lời đó, chứ không chịu ứng dụng tu, nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả, lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã, có chia làm ba phần, văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo, dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông, đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một qua rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp, xem cho thấu đáo, chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chứ không có thật, thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ích nào cũng qua hết. Thân đã không thật, thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật, nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng Bát Nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặng, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ, chúng ta mới chỉ cách văn tự thôi, mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng, rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa,
năm mười năm mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc. Lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc. Chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông, thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật? Nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi. Cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt tức là đau khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy. Để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết. Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui Niết Bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui.
Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực, làm cho mòn, cho tan dở các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui, công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành, liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành. Nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu hoặc chịu đói, chịu khát, vậy mới là tu. Vì tu là hành mà, chữ tu, hành, nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng. Cách đây rất lâu, có một đôi vợ chồng già, một đời thắp hương bái Phật, tuyên giảng điều thiện. Tàn hương thắp cho chư Phật Bồ Tát, tích góp lại đã được một bao tải. Hai vợ chồng tuổi tác ngày càng cao nên thương lượng với nhau rằng: chúng ta thành tâm đến như vậy, tàn hương đã được một bao tải rồi. Vậy giờ thì hãy đi sang Tây Thiên gặp Phật Tổ, vác theo bao tàn hương để bày tỏ lòng thành, nhất định có thể gặp được. Thế là hai vợ chồng thu dọn nhà cửa, mang theo tàn hương xuất phát. Đi được vài ngày, hai vợ chồng nhìn thấy một anh đồ tể đang chuẩn bị giết mổ heo. Hai vợ chồng liền nói với anh rằng: anh giết mổ heo là không tốt, sẽ tạo nghiệp sát sinh. Anh đồ tể nhìn họ rồi mới cất lời hỏi: ông làm cái gì vậy? Trong túi kia đựng gì thế? Hai vợ chồng nói: chúng tôi là tín đồ của Phật, cả đời thắp hương cho Phật, tàn hương đã được cả một bao tải rồi. Vậy nên chúng tôi muốn đem tàn hương này để đi gặp Phật Tổ. Đồ tể vừa nghe xong liền vứt bỏ dao, hai tay cung kính hợp thập nói: gặp được Phật Tổ thì tốt quá, cầu xin ông bà hãy dẫn tôi đi cùng, tôi cũng muốn được gặp Phật Tổ. Hai vợ chồng già nói: cậu muốn đi gặp Phật Tổ, nhưng Phật Tổ không nhất định là muốn gặp cậu đâu, vì cậu là người giết mổ heo kia mà. Anh đồ tể van xin nói: tôi sẽ không giết mổ heo nữa, tôi chỉ muốn được thấy Phật Tổ thôi. Tôi không sợ gian nan vất vả, tôi có thể vác bao tàn hương giúp ông bà, chỉ cần ông bà chịu dẫn tôi đi cùng thì có sai gì tôi cũng làm được. Hai vợ chồng bàn với nhau một lúc rồi nói: vậy thì cậu hãy vác bao tàn hương giúp chúng tôi vậy. Dù sao đến lúc đó, nếu Phật Tổ không chịu thu nhận cậu thì cậu cũng đừng oán trách chúng tôi. Anh đồ tể nói: tôi đã thành tâm hướng thiện rồi, ông bà là những người đại thiện, đã tín phụng Phật cả đời rồi, chỉ cần đi theo ông bà thì nhất định sẽ được gặp Phật Tổ. Thế là ba người cùng tiếp tục đi về hướng Tây.
đi mãi, cuối cùng hai người họ đã đến được một chân trời. Một con sông lớn chắn ngang đường đi, nghe người ta nói phía bên kia bờ sông chính là thế giới thiên quốc, qua sông là có thể gặp được chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhưng con sông này, ngay cả lông ngỗng cũng đều không nổi lên được, không biết là nó rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu, dùng cái gì để qua sông đây. Ba người bắt đầu quỳ xuống, thắp hương cầu nguyện, xin Bồ Tát chỉ đường dẫn lối. Một hồi lâu, trên không xuất hiện hào quang chói sáng. Bồ Tát hiện ra nói rằng, các ngươi thành tâm hướng Phật, Phật Tổ đều biết hết cả. Bồ Tát vung nhẹ bàn tay, một trái cà lấp lánh ánh vàng kim từ trên không trung rơi xuống trước mặt ba người, lại nói, ai có thể nấu chín quả cà này, Phật sẽ độ cho người đó đến thế giới thiên quốc của người hưởng trọn phúc lành. Nói xong, Bồ Tát liền biến mất. Ba người bái lại, rồi cầm quả cà lên tay xem thử. Trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa. Quả cà làm bằng vàng ròng, làm sao có thể nấu chín được chứ? Hai vợ chồng già vừa khóc vừa nói, vàng tất nhiên là rất có giá trị, nhưng làm sao mà nấu chín được đây? Mà không nấu chín thì lại không gặp được Phật Tổ. Chúng tôi cả đời thắp hương bái Phật, tích đức hành thiện, lại còn dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương không quản nghìn dặm xa xôi đến đây, lẽ nào chỉ vì một quả cà bằng vàng hay sao? Hai vợ chồng khóc lóc, mỗi lúc một thương tâm. Lúc này, anh đồ tể đứng dậy an ủi rằng, hai lão nhân gia đừng khóc nữa. Nếu Bồ Tát đã bảo chúng ta nấu chín, thì nhất định là có thể nấu chín được. Chúng ta hãy mau mau bắt nồi lên, rồi kiếm thêm nhiều củi để nấu đi. Hai vợ chồng vừa nghe qua, thấy cũng có lý, cũng đúng đấy chứ. Nếu Bồ Tát đã nói như vậy rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau nấu đi. Thế là ba người bắt đầu nhặt củi nấu quả cà này. Lần nấu này chính là 3 ngày 2 đêm, không ngừng nhặt củi thêm nước, nhặt củi thêm lửa. Ba người đều mệt đến không còn chút sức lực nào nữa. Đến đêm thứ ba, thấy quả cà vẫn chưa chín, lúc này hai vợ chồng già bắt đầu nản lòng, oán trách rằng, chúng tôi biết bao năm nay bái Phật tín Phật, Phật nếu không gặp chúng tôi thì hãy trực tiếp bảo chúng tôi trở về là được rồi, cớ sao lại giễu cợt chúng tôi như thế, quả cà bằng vàng sao lại có thể nấu chín được chứ. Nói xong, hai người quay sang anh đồ tể bảo rằng, tôi thấy quả cà này chẳng thể không nấu chín được đâu. Chúng tôi cũng không làm nổi nữa, chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi trở về đường cũ đây. Anh đồ tể vừa cho thêm nước vừa nói, có thể nấu chín được mà, có thể nấu chín được mà, cần phải tiếp tục kiên trì, có lẽ một lát sau sẽ được thì sao? Hai vợ chồng cười nhạt một cái rồi tức giận nói, vậy thì cậu hãy nấu một mình đi, chúng tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, vẫn chưa từng nghe có ai nói có thể đem vàng nấu chín bao giờ. Nếu cậu nấu chín được thì cậu đi gặp Phật Tổ đi, còn chúng tôi thì không được. Chúng tôi đã tích góp một bao tải tàn hương, vậy mà lại không bằng một tên đồ tể giết heo như cậu sao? Chúng tôi đều không nấu chín được, còn cậu nấu chín được sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Anh đồ tể không chút dao động, nói, Bồ Tát đã nói là nấu chín được thì nhất định có thể, tôi nhất định có thể nấu chín quả cà này. Rồi anh tiếp tục cố gắng cho thêm củi vào. Hai vợ chồng già dần dần ngủ say mất. Khi trời vừa sáng, anh đồ tể lớn tiếng kêu lên, mau đến xem này, mau đến xem này, quả cà đã chín rồi này, lần này có thể gặp được Phật Tổ rồi. Hai vợ chồng bò dậy đến xem thử, quả cà bằng vàng quả nhiên đã chín mềm rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của anh đồ tể, hai vợ chồng vừa tức vừa oán hận lại vừa tiếc nuối. Cầm lấy quả cà, liền ném thẳng xuống sông, căm tức nói rằng, một bao tải tàn hương của chúng tôi mà còn không gặp được Phật Tổ, đồ tể còn muốn gặp Phật Tổ sao? Quả cà không còn nữa, xem người lấy gì để đi gặp. Anh đồ tể vừa nhìn thấy quả cà bị ném xuống sông, kêu lớn một tiếng, mau vớt lấy quả cà. Một đầu lao xuống dòng sông sâu không thấy đáy, hai vợ chồng già kinh ngạc đến ngây người trước hành động của anh đồ tể. Vì quả cà này mà ngay cả đến tính mạng anh cũng không cần, dám lao xuống sông. Hai người quan sát rất lâu cũng không thấy anh đồ tể nổi lên, nên khẳng định là anh đã bị chết đuối rồi.
Họ đang suy nghĩ như thế, bỗng nghe thấy trên không trung, nhạc trời réo rắt, Bồ Tát hiện thân chỉ tay về phía con sông. Nước sông lập tức tản ra, lại thấy anh đồ tể trong nháy mắt biến thành kim thân Đại La Hán, pháp tướng trang nghiêm, theo sau Bồ Tát, chân cưỡi trên áng mây lành mà đi. Một bao tàn hương, không bằng đồ tể buông đao, chính là như thế. Thiện tâm ngoài phó xuất còn phải trải qua thử thách để thấy rõ chân tâm, chí thành chí thiện mới được gặp Phật vậy. Câu chuyện Một Tảng Đá. Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt, thế nên có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang đẩy cán cày để trở đất thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng. Ông khều đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. Ta phải tìm vài ba người đến đây giúp một tay, vứt tảng đá này đi chỗ khác, nếu không thì không thể gieo trồng gì được. Ông nông phu nghĩ, bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi, tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác? Như vậy mới có lợi, nếu dời nó đi chỗ khác thì có nhiều đất để trồng trọt hơn, cho nên... Ông nông phu đáp, à vậy hả, nếu ông khai khẩn, canh tác gieo trồng mảnh đất hoang này xong, thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng cho ông 500 lượng bạc, ông có thể chịu ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác được không? Tại sao? Ông nông phu ngạc nhiên hỏi, tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế? Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn, đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với lão nông phu rằng, ta là người cõi trời xuống đây. Ngày xưa ta sống ở gần làng này. Lúc ấy, ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa. Vật liệu chi cũng có đủ, chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo, nhà ta có một tảng đá trắng để giặt áo, là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta biết rõ, biết giúp người là một điều tốt. Vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ. Nào có ngờ, điều này đã mang lại cho ta phúc đức vô cùng to lớn. Lâm chung rồi, ta sinh lên cõi trời Đao Lợi, sống trong cung điện, làm bằng bảy báu và được thiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch, quần áo, thức ăn, vật dụng, hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay, cung điện của ta bị chấn động mạnh, ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu thì mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa ngôi chùa nằm ngay chỗ này. Qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai chịu tu sửa nên đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại. Tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta, nếu vứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất. Người nông phu nghe rồi thì chắp hai tay mà lại cảm tạ rằng, thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ Phật, hiện nay lại hãy còn là ruộng phước của người cõi trời mà tôi không hay biết. May mà có ngài chỉ giáo, nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn. Bây giờ đã được mở mắt ra rồi, tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu. Người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung. Người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng, ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Cái thửa ruộng phước màu mỡ hy hữu này chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng gấp cả vạn lần. Ta là nông dân, chuyên về canh tác trồng trọt, tại sao lại không biết đầu tư nhỉ? Ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra, kể cho họ nghe, được rất nhiều người tin tưởng, nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên đến 9 tầng mây được kiến lập sừng sững trên. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu, Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền.
Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật: Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân, chúng ta không gây nhân xấu.
thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được, cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùng những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó, nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ, đó là chúng ta tu. Tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo, nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng, còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới. Nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới Sa Di. Sa Di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định. Nếu đi xem hát, nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo, rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân.
giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc, cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển, sẽ hết, không biết tu nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra, như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ.
thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn tánh độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con tánh độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật, thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con, con bị đuổi ra khỏi chúng, khổ quá. Phật cứu kịp không?" Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng vân vân. Cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đản, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm
không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai đi hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có? Từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh? Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té,
ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật ca viết: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sớt nhau, cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành đánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng, mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật, hiện tại, mình chưa từng làm gì xấu với họ. Nhưng biết đâu, những năm về trước hay những đời trước, mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại, trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá,
nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra, ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra, chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời, thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ quán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không quán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ, thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ, thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ, tập là nhân và quả của đau khổ. Diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế, thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam. Diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt
không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam. Như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc mà cứ chắp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại, tôi xin bái. Đức Phật từng nói ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc: sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài, đọc một thời gian rồi nói: sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết? Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia: tôi có toa thuốc hay. Rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài. Như kinh Bát Nhã, đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, ngài soi thấy tâm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật, mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả. Lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp. Xem cho thấu đáo
chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chứ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ít nào cũng qua hết. Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng bát nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặng, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ, chúng ta mới chỉ cách văn tự thôi, mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy, làm sao chúng ta hết khổ? Làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui, nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua pháp tứ đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động, và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy, như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật, nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi, cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui, thì
thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui niết bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui, công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành, liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành. Nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu hoặc chịu đói, chịu khát. Vậy mới là tu, vì tu là hành mà, chữ tu, hành, nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng. Cách đây rất lâu, có một đôi vợ chồng già, một đời thắp hương bái Phật, tuyên giảng điều thiện. Tàn hương thắp cho chư Phật Bồ Tát, tích góp lại đã được một bao tải. Hai vợ chồng tuổi tác ngày càng cao nên thương lượng với nhau rằng: chúng ta thành tâm đến như vậy, tàn hương đã được một bao tải rồi. Vậy giờ thì hãy đi sang Tây Thiên gặp Phật Tổ, vác theo bao tàn hương để bày tỏ lòng thành, nhất định có thể gặp được. Thế là hai vợ chồng thu dọn nhà cửa, mang theo tàn hương xuất phát. Đi được vài ngày, hai vợ chồng nhìn thấy một anh đồ tể đang chuẩn bị giết mổ heo. Hai vợ chồng liền nói với anh rằng: anh giết mổ heo là không tốt, sẽ tạo nghiệp sát sinh. Anh đồ tể nhìn họ rồi mới cất lời hỏi: ông làm cái gì vậy? Trong túi kia đựng gì thế? Hai vợ chồng nói: chúng tôi là tín đồ của Phật, cả đời thắp hương cho Phật,
tàn hương đã được cả một bao tải rồi. Vậy nên chúng tôi muốn đem tàn hương này để đi gặp Phật Tổ. Đồ tể vừa nghe xong, liền vứt bỏ dao, hai tay cung kính hợp thập nói. Gặp được Phật Tổ thì tốt quá, cầu xin ông bà hãy dẫn tôi đi cùng, tôi cũng muốn được gặp Phật Tổ. Hai vợ chồng già nói, cậu muốn đi gặp Phật Tổ, nhưng Phật Tổ không nhất định là muốn gặp cậu đâu, vì cậu là người giết mổ heo kia mà. Anh đồ tể van xin nói, tôi sẽ không giết mổ heo nữa, tôi chỉ muốn được thấy Phật Tổ thôi. Tôi không sợ gian nan vất vả, tôi có thể vác bao tàn hương giúp ông bà, chỉ cần ông bà chịu dẫn tôi đi cùng, thì có sai gì tôi cũng làm được. Hai vợ chồng bàn với nhau một lúc rồi nói, vậy thì cậu hãy vác bao tàn hương giúp chúng tôi vậy. Dù sao đến lúc đó, nếu Phật Tổ không chịu thu nhận cậu, thì cậu cũng đừng oán trách chúng tôi. Anh đồ tể nói, tôi đã thành tâm hướng thiện rồi. Ông bà là những người đại thiện, đã tín phụng Phật cả đời rồi. Chỉ cần đi theo ông bà thì nhất định sẽ được gặp Phật Tổ. Thế là ba người cùng tiếp tục đi về hướng Tây. Đi mãi, cuối cùng hai người họ đã đến được một chân trời. Một con sông lớn chắn ngang đường đi. Nghe người ta nói phía bên kia bờ sông chính là thế giới thiên quốc. Qua sông là có thể gặp được chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhưng con sông này, ngay cả lông ngỗng cũng đều không nổi lên được. Không biết là nó rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu, dùng cái gì để qua sông đây. Ba người bắt đầu quỳ xuống, thắp hương cầu nguyện, xin Bồ Tát chỉ đường dẫn lối. Một hồi lâu, trên không xuất hiện hào quang chói sáng. Bồ Tát hiện ra nói rằng, các ngươi thành tâm hướng Phật, Phật Tổ đều biết hết cả. Bồ Tát vung nhẹ bàn tay. Một trái cà lấp lánh ánh vàng kim từ trên không trung rơi xuống trước mặt ba người, lại nói, ai có thể nấu chín quả cà này, Phật sẽ độ cho người đó đến thế giới thiên quốc của người, hưởng trọn phúc lành. Nói xong, Bồ Tát liền biến mất. Ba người bái lại, rồi cầm quả cà lên tay xem thử. Trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa, quả cà là bằng vàng ròng, làm sao có thể nấu chín được chứ? Hai vợ chồng già vừa khóc vừa nói, vàng tất nhiên là rất có giá trị, nhưng làm sao mà nấu chín được đây? Mà không nấu chín thì lại không gặp được Phật Tổ. Chúng tôi cả đời thắp hương bái Phật, tích đức hành thiện, lại còn dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương không quản nghìn dặm xa xôi đến đây. Lẽ nào chỉ vì một quả cà bằng vàng hay sao? Hai vợ chồng khóc lóc, mỗi lúc một thương tâm. Lúc này, anh đồ tể đứng dậy an ủi rằng, hai lão nhân gia đừng khóc nữa. Nếu Bồ Tát đã bảo chúng ta nấu chín, thì nhất định là có thể nấu chín được. Chúng ta hãy mau mau bắt nồi lên, rồi kiếm thêm nhiều củi để nấu đi. Hai vợ chồng vừa nghe qua, thấy cũng có lý, cũng đúng đấy chứ. Nếu Bồ Tát đã nói như vậy rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau nấu đi. Thế là ba người bắt đầu nhặt củi nấu quả cà này. Lần nấu này chính là 3 ngày 2 đêm, không ngừng nhặt củi thêm nước, nhặt củi thêm lửa. Ba người đều mệt đến không còn chút sức lực nào nữa. Đến đêm thứ 3, thấy quả cà vẫn chưa chín. Lúc này hai vợ chồng già bắt đầu nản lòng, oán trách rằng, chúng tôi biết bao năm nay bái Phật tín Phật, Phật nếu không gặp chúng tôi thì hãy trực tiếp bảo chúng tôi trở về là được rồi. Cớ sao lại giễu cợt chúng tôi như thế? Quả cà bằng vàng sao lại có thể nấu chín được chứ? Nói xong, hai người quay sang anh đồ tể bảo rằng, tôi thấy quả cà này chẳng thể không nấu chín được đâu. Chúng tôi cũng không làm nổi nữa. Chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi trở về đường cũ đây. Anh đồ tể vừa cho thêm nước vừa nói, có thể nấu chín được mà. Có thể nấu chín được mà, cần phải tiếp tục kiên trì, có lẽ một lát sau sẽ được thì sao? Hai vợ chồng cười nhạt một cái, rồi tức giận nói, vậy thì cậu hãy nấu một mình đi, chúng tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, vẫn chưa từng nghe có ai nói có thể đem vàng nấu chín bao giờ. Nếu cậu nấu chín được, thì cậu đi gặp Phật Tổ đi, còn chúng tôi thì không được. Chúng tôi đã tích góp một bao tải tàn hương, vậy mà lại không bằng một tên đồ tể giết heo như cậu sao? Chúng tôi đều không nấu chín được, còn cậu nấu chín được sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Anh đồ tể không chút dao động, nói, Bồ Tát đã nói
là nấu chín được thì nhất định có thể, tôi nhất định có thể nấu chín quả cà này. Rồi anh tiếp tục cố gắng cho thêm củi vào. Hai vợ chồng già dần dần ngủ say mất. Khi trời vừa sáng, anh đồ tể lớn tiếng kêu lên. Mau đến xem này, mau đến xem này, quả cà đã chín rồi này, lần này có thể gặp được Phật tổ rồi. Hai vợ chồng bò dậy đến xem thử, quả cà băng vàng, quả nhiên đã chín mềm rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của anh đồ tể, hai vợ chồng vừa tức, vừa oán hận, lại vừa tiếc nuối, cầm lấy quả cà liền ném thẳng xuống sông, căm tức nói rằng, một bao tải tàn hương của chúng tôi mà còn không gặp được Phật tổ, đồ tể còn muốn gặp Phật tổ sao? Quả cà không còn nữa, xem người lấy gì để đi gặp. Anh đồ tể vừa nhìn thấy quả cà bị ném xuống sông, kêu lớn một tiếng, mau vớt lấy quả cà. Một đầu lao xuống dòng sông sâu không thấy đáy, hai vợ chồng già kinh ngạc đến ngây người trước hành động của anh đồ tể. Vì quả cà này mà ngay cả đến tính mạng anh cũng không cần, dám lao xuống sông. Hai người quan sát rất lâu cũng không thấy anh đồ tể nổi lên, nên khẳng định là anh đã bị chết đuối rồi. Họ đang suy nghĩ như thế, bỗng nghe thấy trên không trung, nhạc trời réo rắt, Bồ Tát hiện thân chỉ tay về phía con sông. Nước sông lập tức tản ra, lại thấy anh đồ tể trong nháy mắt biến thành kim thân Đại La Hán, pháp tướng trang nghiêm, theo sau Bồ Tát, chân cưỡi trên áng mây lành mà đi. Một bao tàn hương không bằng đồ tể buông đao, chính là như thế. Thiện tâm ngoài phó xuất còn phải trải qua thử thách để thấy rõ chân tâm, chí thành chí thiện mới được gặp Phật vậy. Câu chuyện một tảng đá. Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt, thế nên có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang đẩy cán cày để trở đất thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng. Ông khều đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. Ta phải tìm vài ba người đến đây giúp một tay, vứt tảng đá này đi chỗ khác, nếu không thì không thể gieo trồng gì được. Ông nông phu nghĩ, bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi, tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác? Như vậy mới có lợi, nếu dời nó đi chỗ khác thì có nhiều đất để trồng trọt hơn, cho nên... Ông nông phu đáp, à vậy hả, nếu ông khai khẩn, canh tác gieo trồng mảnh đất hoang này xong, thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng cho ông 500 lượng bạc, ông có thể chịu ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác được không? Tại sao? Ông nông phu ngạc nhiên hỏi, tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế? Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với lão nông phu rằng, ta là người cõi trời xuống đây, ngày xưa ta sống ở gần làng này, lúc ấy ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa, vật liệu chi cũng có đủ, chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo, nhà ta có một tảng đá trắng để giặt áo, là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta biết rõ, biết giúp người là một điều tốt. Vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ. Nào có ngờ, điều này đã mang lại cho ta phúc đức vô cùng to lớn. Lâm chung rồi, ta sinh lên cõi trời Đao Lợi, sống trong cung điện, làm bằng bảy báo và được thiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch, quần áo, thức ăn, vật dụng, hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay, cung điện của ta bị chấn động mạnh, ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu thì mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa ngôi chùa nằm ngay chỗ này. Qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai chịu tu sửa nên đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại. Tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta, nếu vứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất. Người nông phu nghe rồi thì chắp hai tay mà lại cảm tạ rằng, thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ Phật,
hiện nay lại hãy còn là ruộng phước của người cõi trời mà tôi không hay biết. May mà có ngài chỉ giáo, nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn. Bây giờ đã được mở mắt ra rồi, tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu. Người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung. Người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng, ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Cái thửa ruộng phước màu mỡ hy hữu này chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng gấp cả vạn lần. Ta là nông dân, chuyên việc canh tác trồng trọt, tại sao lại không biết đầu tư nhỉ? Ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra, kể cho họ nghe, được rất nhiều người tin tưởng, nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên đến 9 tầng mây được kiến lập sừng sững trên. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu, Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật. Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách, khinh bỉ. Khi bị người chê trách, khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ, mình tránh không lừa dối ai.
nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân, chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được, cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó, nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ, đó là chúng ta tu. Tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo, nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử,
mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu. Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc. Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển, sẽ hết, không biết tu nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên.
Phật nói, cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra, như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãng vảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói, được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên, mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói, tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói, sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng, tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay vì ta, do tát tay vì ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện, Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá. Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện, Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh
thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta, nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm, không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại, con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được, đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được. Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đản, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao. Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó, nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành, chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật, tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai đi hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra, cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết, khổ chưa?
còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột, mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sẻ nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành đánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước
hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ, bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, oan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ oán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không oán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân, nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy
khổ, tập là nhân và quả của đau khổ. Diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế, thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu, phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc, mà cứ chắp tay thưa bác sĩ, cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại, tôi xin bái. Đức Phật từng nói, Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc, mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc, sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói, sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài. Như kinh Bát Nhã, đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu